Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay tiếp tục trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Chúc tất cả một ngày tốt lành. Trở lại với clip ngày hôm nay, Khôi tiếp tục giới thiệu đến anh em một con âm ly đen để anh phục vụ cho tất cả mọi người đánh các dòng loa cổ, anh test đồng trục full ranger hoặc là các dòng loa thùng công suất nhỏ. Thì mấy ngày vừa rồi đã lên rất nhiều những cái món hàng để chuẩn bị dọn nhà, chuyển chỗ mới, thì cũng được rất nhiều anh em đã quan tâm và ủng hộ, và một số anh em thì đang rất muốn tìm âm ly đen, thì hôm nay Khôi phục vụ cho anh em ha. Thì con âm ly ngày hôm nay Khôi muốn giới thiệu với anh em là một con âm ly đến từ hãng Strombeck Carson. Thì đây là một trong những cái hãng rất là hay và được đánh giá rất là cao trên cả Hitkit này nha. Thì không phải là mình ca ngợi để mình bán, nhưng mà đó là sự thật. Vì sao? Vì Hitkit nó ăn cái thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Khôi cũng đang có 4-5 con đèn Hitkit nha. AA151 là Khôi có rất là nhiều. Nhưng mà những cái con nào nó có những cái ưu điểm, nhược điểm thì Khôi cũng đều nói rõ để cho tất cả người chơi mình có thêm cái kinh nghiệm, sự hiểu biết để lựa chọn. Hitkit nó huyền thoại, nó đã ăn sâu, quen thuộc với người Việt Nam, và cái thương hiệu nó nổi tiếng nên mức giá nó cao. Thì cũng giống như anh em cũng thấy các dòng loa Pioneer 778899 hoặc là âm ly Sansui 5000X 708090. Thật sự nó hay thì nó cũng có hay, nhưng mà với những cái mức giá đó thì mình có rất nhiều sự lựa chọn, thậm chí là rẻ tiền hơn, chất âm hơn. Đó là điều mà mình có thể khẳng định nha. Dựa cái việc là sưu tầm và lựa chọn để chơi, để nghe thì nó có nhiều cái khác nhau như vậy. Rồi, con âm ly này là con âm ly Strombeck Carson anh em, rất là tuyệt vời luôn. Thì Khôi sẽ nói sơ, hàng này là hàng Mỹ cổ anh em nha. Và Khôi cũng đã bán rất nhiều, cũng không phải là quá nhiều, nhưng mà so với trên thị trường thì cái hàng này Khôi đã bán cũng cả chục con, từ đời nhỏ tới đời lớn, kể cả những đời chạy bóng 34, L34. Thì con này anh em nó cũng khá đẹp mắt. Cái dàn núm rất là kinh khủng luôn anh em, coi thử này. Nó toàn bộ là bằng đồng anh em, đồng nặng tay ha. Thì anh em vặn nó rất là sướng anh em, chỉnh nó rất là sướng ha. Đó, có một hướng vào thôi. Đó. Nghe thử nha nè. Phần test nhạc thì lúc nào Khôi cũng có test nguyên một ca khúc này vào phần cuối clip. Thì anh em con này anh em, bây giờ mình sẽ nói nha. Thứ nhất là nó chia làm hai kênh, AB là phải trái left right đó, và chỉnh bass chép riêng anh em. Tiền sử dụng ha. Những con kia là nó vòng trong vòng ngoài, còn con này nằm riêng. Đó. Cái thứ nhất, thứ hai, chế độ này CT mono này. Là mono nằm riêng này anh em ha. Và nó có thêm cái nút gain là chỉnh tín hiệu đi vào anh em, nó cái phần long nét lớn nhỏ này nè, đó đó rất là tuyệt vời ha. Đó, những cái con âm ly là tín hiệu nhỏ mình có thể đưa nó lên ha, còn mà tín hiệu lớn rồi thì thôi. Mình giảm bớt thì mình lên volume này đó. Rồi cái tùy cái này là phải sử dụng thôi. Rồi cái đó xong, cái vỏ gỗ thì made in Việt Nam nhưng mà đóng bằng cái vỏ gỗ cây rất là đẹp nha, vỏ gỗ cây chất lượng cao, bền và không bao giờ mình sợ như các cái vỏ của Van F kia nha. Rồi đây nè, tín hiệu đầu vào này, output này, loa này. Con này nó đánh được 4816 anh em ha. Thấy nó thiết kế công suất điện rất là lớn luôn. Đây nè. Thì cái phần đó là thuộc về kỹ thuật. Bây giờ Khôi sẽ tháo nó ra cho anh em cùng xem. Con này toàn bộ bóng zin trên máy nè. Bóng Canson nha, Strombeck Canson, nhưng mà nó là made in Britain. Đó. Rất là đỉnh cao. Bóng này thì nó gọi là không khác gì, nó hơn anh em, nó hơn bóng mula luôn nha. Rồi thì cái đó bây giờ Khôi sẽ tháo ra cho anh em xem, rồi mình sẽ rõ hơn về cái bóng ha, về con máy. Rồi đây là cái phần cột ra anh em. Đèn á thì chắc chắn rồi, mình phải nhìn từ phía sau lên ha, để mình được nhìn được cái cấu hình bóng. Thì đây nè, bóng L84 Canson, Strombeck Canson này. Made in Britain nha.
Britain. Thì mới nhìn á, thì nó cũng giống như là Mula Britain anh em nha. Nhưng mà đây là bóng Strongback Canson. Rồi, trên này nè, trên này thì nó sẽ có bóng 6U8 anh em, nó chia ra hai cây 6U8 và hai cây 6AV6. Toàn bộ đều là bóng Canson anh em. Đây nhìn nè, Strongback Canson nha. Đó, bây giờ nhìn bên này rõ hơn nè. Anh em ha, bên này thì chữ nó mờ này, còn chữ nó mờ anh em ha. Gọi là toàn bộ bóng zin theo hàng. Thì cái con này anh em khỏi để bên bên chỗ đóng vỏ gỗ cũng lâu lắm rồi. Đó, thì mới lấy về nên là bụi bặm dính này, chưa chùi luôn anh em nha. Chưa chùi, tăng phô không có sơn tút luôn. Đó, những ai mà chơi cái hàng này rồi á thì cũng đều hàng này nó chỉ có sản xuất âm đi đèn với loa đồng trục toàn dải á. Đó, nên nó rất là tuyệt vời. Đây, bụi bặm theo năm tháng dính anh em nè. Chưa chùi nha, đó. Rồi ok, thì có thể quét sơ được, rồi mình sẽ chùi sau nha. Đó. Để nguyên bụi nguyên bặm cho anh em luôn. Rồi còn thêm một cái phần nữa. Ở đây là người ta gắn chắc là cái nắp cái gì đó này. Đó, thì mình cái này là gắn vào để cho nó bằng với cái vỏ á, kiểu nó vậy nè. Để bắt ốc cái gì đó nha. Thì cái này của nó mình để vậy nè. Ốc vàng, toàn bộ ốc vàng hết nha. Rồi, còn thêm phần nữa là Khôi sẽ lật lại cho anh em xem bên tủ thì bên dưới. Tại vì một con ông đi đèn đấy nè, nó thật sự nó rất là có giá trị nếu mà không có giá trị nếu như mà anh em không thấy được bóng không thấy được được cái tủ của này nha. Bây giờ mình lật lại anh em cùng xem trước. Rồi, đây nè, đây có cái sơ đồ của nó nè, sơ đồ về sửa máy á nha. Thì cái này khi nào thờ mà sửa cần thì lấy ra xem, còn mình người dùng thì chẳng biết gì. Rồi đây nè, tủ thì nằm bên dưới nè. Những cái cục xuất âm ngày xưa là đồng và họ có ấn bằng giấy nên em nha. Này nè, phải nhìn là rõ này. Đó, tủ tì nè, rất là đơn giản nhưng mà tiếng rất là hay. Đây, tủ giấy nè em nha, tủ 100mdf nè, 250V VDC. Con này á là 100% là zin luôn. Đó, 100% zin luôn anh em nha. Về là cắm điện là nó hát. Tại vì khi mình mua con này là mình nó cũng khá tiền nên là mình có viết cái email mình hỏi nên nó trả lời là nó hoạt động tốt. Là đúng như hoạt động tốt, rất là mới nè. Đó, nhìn đây do là cái đời này nó không có xi nè, chứ thật ra nó rất là mới ha. Rồi ok, Khôi đã kết thúc cái phần này giới thiệu ở đây. Thì con này nó rẻ hơn 151, bây giờ anh em cũng nghe thử đã nha. Nghe thử. Đó, còn nguyên bụi nguyên xốp luôn á. Nghe thử rồi anh em sẽ cảm nhận được chút xíu nào về đó, rồi sẽ xem cái giá. Nhưng mà yên tâm, giá rẻ hơn 151 nha. Rồi. Chút
chân em tìm đến. Chuyện ngày xưa biết sao, mọi cánh chim bay phương nào. Còn ngày xuân ấm êm cho mình gọi tiếng yêu em. Âm bên em đó rất là hay, một ca khúc trữ tình nó cổ tích rất là quen thuộc mà anh em thường nghe trên clip của Khôi. Thì mức giá thì như Khôi chia sẻ nó rất là bình dân luôn, phải nói là quá rẻ luôn anh em, 21.500.000 đó, rẻ hơn Hit Kit rất nhiều, nhưng mà bóng chỉnh sò chất âm hay. Khôi khẳng định với anh, nếu mà anh em gác hai con lên với nhau thì anh em chỉ cần nghe mà không quan tâm lắm đến cái phần mà thương hiệu cho bằng bạn đồng bè thì con này xứng đáng để anh em chơi. Chất âm vượt xa Hit Kit 151, khẳng định luôn ha. Rồi thì anh em nào yêu thích thì liên hệ với Khôi để cùng giao lưu, chuyển khoản đủ Khôi bao ship tận nơi, bao ship đi tỉnh, bao ship trong nội thành thành phố Hồ Chí Minh, còn ship code thì cọc trước cho Khôi 30% nhé. Phần giới thiệu của Khôi tới đây là kết thúc, rất là mong tất cả sẽ ủng hộ cho Khôi. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì nhấn vào nút đăng ký cũng như bật chuông để theo dõi những sản phẩm mới nhất mà Khôi đăng tải ngay. Cặp loa thì Khôi có 2 cặp, thì Khôi cũng đã báo clip trước, anh em tham quan tâm thì vào xem ha. Zin tuyệt đối nguyên bản chưa vô ngóc nhé, có chương trình giảm giá khuyến mại để chuẩn bị chỉnh nha, anh em tham khảo thêm các món khác nha.